Choi Ije đang trên đường đi phỏng vấn thì bất ngờ bị một người lạ va chạm. Ngay sau đó, anh ta thấy người đàn ông đó lao ra giữa đường và bị một chiếc xe hơi từ đằng sau tông bay lên vỉa hè, nằm gục dưới chân anh. Thấy người đàn ông mặt nhuốm đầy máu, Ije sợ đến mất hồn. Người đàn ông nắm lấy tay anh định nói gì đó, nhưng chưa kịp cất lên tiếng thì đã chết. Vì quá sợ hãi, Ije sau đó đã run bần bật và lơ đãng trong buổi phỏng vấn, thậm chí còn không nghe thấy câu hỏi của người phỏng vấn. Người phỏng vấn quá bực tức, trực tiếp bỏ qua anh, không cho Ije có cơ hội trả lời lại. Đúng như dự đoán, Ije sau đó đã nhận được thông báo thất bại trong cuộc phỏng vấn. Nam chính Ije vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, để có thể tìm được một công việc tốt. Anh luôn cố gắng học hành chăm chỉ và đi làm thêm nhiều công việc khác nhau để chi trả học phí. Lần này, anh quyết tâm xin việc trong một công ty, nhưng không ngờ, mọi thứ đều bị phá hỏng bởi sự cố sáng nay. Sau khi thất bại trong việc phỏng vấn, trong vòng 7 năm tiếp theo, Ije mắc nợ học phí, phải sống trong cảnh nợ nần. Anh chỉ có thể vừa đi học, vừa làm việc vào ban ngày, ban đêm lại miệt mài nộp hồ sơ xin việc trên các trang mạng. Nhưng thực tế khó khăn vẫn luôn thử thách anh ấy, hết lần này đến lần khác, Ije đều bị từ chối. Nhìn thấy bạn bè lần lượt thành công rồi kết hôn, chỉ có mỗi mình dậm chân tại chỗ, Ije cảm thấy vô cùng chán nản nhưng vẫn tự an ủi mình rằng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn. Cuối cùng, sau nhiều cố gắng, Ije đã có cơ hội phỏng vấn tại tập đoàn Tecang. Nhưng nhìn hồ sơ toàn kinh nghiệm làm việc tự do, người phỏng vấn định loại bỏ anh. Đại diện bên cạnh nhận ra rằng anh là một người rất nỗ lực. Bố mất sớm từ khi Ije mới 5 tuổi, anh đã phải đi làm sớm để trang trải tiền học phí và ăn ở. Vậy mà anh vẫn có thể cố gắng học hành và đạt được nhiều chứng chỉ ngoại ngữ. Đại diện nói rất ngưỡng mộ tinh thần của anh. Ije vui sướng, nghĩ rằng lần này mình chắc chắn đã thành công. Ngay khi anh ta phấn khích bước ra khỏi phòng phỏng vấn, bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại thông báo rằng tiền đầu tư của anh đã bị một người bạn tên Hyun Soo chiếm đoạt hết. Ije vội vã đến nhà Hyun Soo tìm anh ta nhưng Hyun Soo đã bỏ trốn từ lúc nào. Ije tức giận đập phá cửa nhà Hyun Soo và bị bắt lên đồn cảnh sát vì tội quấy rối trật tự. Ije cố gắng giải thích với cảnh sát, cầu mong anh có thể bắt Hyun Soo vào tù nhưng cảnh sát giải thích rằng tiền đầu tư không thể xác định được nên không có lý do để bắt anh ta. Ije buồn bã đến nhà bạn gái Jisoo nhưng lại bắt gặp cô ấy đang thân thiết với một người đàn ông khác. Ije mất niềm tin vào cuộc sống, anh nói lời chia tay với Jisoo. Trời đổ cơn mưa lớn, Ije buồn bã trở về nhà, nhưng vì anh đã không trả tiền thuê nhà trong vài tháng nên chủ nhà đã ném hết đồ đạc của anh ra ngoài. Mưa lớn làm đồ đạc bị ướt hết, Ije cuống cuồng bê đồ vào mái che. Sau đó, Ije mệt mỏi ngủ gục trên đất. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, anh nhận được tin nhắn thông báo phỏng vấn thất bại, Ije không còn hy vọng gì nữa. Cuối cùng, anh để lại một bức thư tuyệt mệnh và định nhảy lầu quyên sinh. Tuy nhiên, khoảnh khắc Ije rơi xuống, một người phụ nữ là thần chết đã ngay lập tức đưa anh ta đi. Ije sau khi tỉnh dậy thấy mình đang ở trong khoang máy bay sang trọng, anh nhìn vào cửa kính, thấy bản thân đã biến thành một người đàn ông lạ mặt, không hiểu tại sao. Anh nhìn quanh, thấy một người phụ nữ bí ẩn đang ngồi đối diện mình, cô ta chính là thần chết. Thần chết thông báo với anh rằng anh đã chết và họ đang di chuyển đến địa ngục. Nhưng đang đi, đột nhiên thần chết đổi ý, cô muốn đưa Ije đến âm phủ trước để trừng phạt anh. Ije nhắm mắt lại, vài giây sau anh đã đến một nơi u ám, đứng trên một khối đất hình vuông lớn, phía dưới là dòng sông đầy máu, xung quanh có nhiều sinh linh đang la hét. Ije lại trở về bộ dạng cũ, anh hoài nghi hỏi thần chết liệu đây có phải là địa ngục không. Thần chết nói rằng đây là âm phủ, nơi trừng phạt người chết trước khi chuyển đến địa ngục. Thần chết của trách Ije vì đã chọn cách quyên sinh thấp kém, điều này là một sự nhục nhã đối với cô vì vậy anh cần phải bị trừng phạt vì tội ngu ngốc của mình. Để trừng phạt Ije, thần chết đã ném anh xuống hồ máu phía dưới để anh cảm nhận nỗi đau bị quỷ săn mồi xé xác. Ije hét lớn, nhưng khi tỉnh lại, anh đã ở trong hình hài của người đàn ông lạ mặt và ngồi trên khoang máy bay như trước. Ije nhìn thần chết trước mặt, sợ hãi hỏi bản thân sẽ phải chịu hình phạt gì. Thần chết nói cô ấy quyết định sẽ để linh hồn của anh lần lượt nhập vào thân xác của 12 người sắp chết để anh phải trải qua 12 lần chết khác nhau. Tuy nhiên, nếu Ije tránh được một trong số những lần chết đó, anh sẽ được sống phần đời còn lại trong cơ thể người đó. Nhưng Ije nói anh ấy không muốn sống nữa. Rõ ràng anh đã chọn cách quyên sinh, vậy tại sao cô lại muốn anh ấy sống tiếp? Thần chết hỏi anh vẫn nghĩ rằng cái chết là kết thúc của mọi chuyện sao? Nó mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Sau đó, thần chết búng tay một cái, cô ấy đã biến mất. Sau khi thần chết rời đi, máy bay đột nhiên rung lắc điên cuồng. Ije tưởng rằng lần này sẽ là cái chết đầu tiên vì bị máy bay rơi nhưng cuối cùng, máy bay bình thường trở lại. Ije mở mắt và nhận ra bản thân vẫn bình an vô sự. Khi Ije đang đi dạo vòng quanh máy bay, tinh thể mà thần chết để lại nhảy vào đầu anh. Trước khi rời đi, thần chết đã để lại một tinh thể. Thông qua tinh thể này, Ije có thể nhận được ký ức và khả năng của chủ nhân cơ thể. Ije hiện tại giờ đã là Jin Tae, con trai thứ hai của chủ tịch tập đoàn Tecang. Không chỉ sống trong biệt thự lớn có hồ bơi, anh còn sở hữu ít nhất 3 chiếc máy bay riêng. Từ khi sinh ra, mục tiêu duy nhất của Jin Tae là đánh bại anh trai để trở thành người kế thừa tập đoàn của gia đình. Jin Tae đã cố gắng học hành chăm chỉ và làm việc để vượt qua anh trai. Ông trời không phụ lòng quyết tâm và sự nỗ lực của anh, sau này Jin Tae thực sự đã được lựa chọn là người kế vị tiếp theo của tập đoàn Tecang. Hiện tại anh đang trong quá trình đào tạo trước khi chính thức nhậm chức, Ije rất hài lòng với thân phận này. Trước kia, anh đã rất nỗ lực muốn vào làm ở tập đoàn Tecang, giờ đây lại có cơ hội trở thành giám đốc sắp tới của tập đoàn, Ije cảm thấy rất sung sướng. Nhìn những món đồ xa xỉ xung quanh, anh bắt đầu mơ mộng về cuộc sống xa hoa trong tương lai. Anh quyết tâm sẽ sống tiếp phần đời còn lại trong thân phận này. Tuy nhiên, ngay khi Ije vừa nghĩ đến đó, máy bay bất ngờ bốc cháy và lao xuống nhanh chóng.
Anh vội vàng thắt chặt dây an toàn, nhưng ngọn lửa càng lúc càng lớn, máy bay dần tan tác. Tiếp viên hàng không cũng bị cuốn đi trong vòng xoáy lớn. Chỉ một lúc sau, cả máy bay cũng bị bốc cháy, EJ bị bén lửa, cháy đến mức không còn nhận ra. Khi mở mắt lần nữa, anh đã quay trở lại âm phủ. EJ sợ hãi khi nghĩ đến 12 lần chết thực sự sẽ xảy ra. Thần chết hỏi anh ta cảm giác thế nào khi phải chết thêm một lần nữa. EJ trả lời rằng anh ấy vẫn có thể chịu đựng được. Thần chết nhìn anh, cười khẩy. EJ nhìn những viên đạn trên bàn thần chết, tò mò hỏi rằng nó dùng để làm gì. Thần chết trả lời, đó là những lần chết tiếp theo của anh. Một khi bắn viên đạn này vào đầu, mọi thứ sẽ bắt đầu với một kiếp sống khác. EJ ngơ ngác, cảm thấy đây thật giống như một trò chơi. Anh tò mò hỏi thần chết, nếu bản thân không thể vượt qua được 12 lần chết thì sẽ ra sao? Thần chết nói lúc đó anh sẽ phải xuống địa ngục, sau đó đưa EJ đi tham quan địa ngục. EJ sợ hãi nhìn khung cảnh địa ngục trước mắt, khóc lóc không hiểu tại sao bản thân phải chịu khổ đến mức này. Thần chết giải thích rằng con người thật kỳ lạ, họ thường than phiền rằng cuộc sống của mình như địa ngục, nhưng khi xuống địa ngục thật, họ lại muốn quay về cuộc sống trước đó. Nói xong, thần chết bóp cò, EJ lại một lần nữa chuyển sang kiếp sống thứ hai. Lần này, anh trở thành một vận động viên môn thể thao mạo hiểm, người đã từng sở hữu 4 kỷ lục GUinness. Thử thách ngày hôm nay của anh ta là nhảy từ độ cao 8.000m mà không mang dù. Nếu hoàn thành thử thách này, anh ta sẽ nhận về 3 tỷ won tiền thưởng. Đài truyền hình đang phát sóng quá trình nhảy của anh, tỷ suất người xem không ngừng tăng cao. EJ cảm thấy tự tin, nghĩ rằng lần này anh ấy có thể sống sót và thẳng tiến tới lưới an toàn đã được răng từ trước. Tỷ suất người xem của đài truyền hình đã đạt đỉnh điểm. EJ tự an ủi bản thân mình, tốt lắm, sắp đến nơi rồi. Tôi nhất định phải thành công và nhận lấy 3 tỷ won để bắt đầu cuộc sống mới. Tôi sẽ thành công. Cuối cùng không ngoài dự đoán, anh ta đã đâm thẳng xuống đất và chết ngay lập tức. EJ quay trở về âm phủ và gặp lại thần chết. EJ đau khổ chất vấn thần chết tại sao anh ấy phải chịu những hình phạt này chỉ vì quyên sinh. Thần chết giải thích rằng anh ấy đã làm một điều không thể tha thứ được. Hóa ra, ngày EJ nhảy lầu, anh đã ngã vào một người phụ nữ đứng ngay phía dưới khiến cô ấy chết ngay tại chỗ. Vì tội ác này, EJ phải chịu sự trừng phạt vì đã hại chết người khác. Nhưng EJ không hề biết điều đó. Thần chết nói anh phải tự tìm ra nguyên nhân khiến mình bị trừng phạt như này, lúc đó anh mới có thể thoát ra khỏi nó. Thần chết lại bắn EJ một phát nữa. Lần này anh đã đến trường học và biến thành một cậu học sinh cấp 3 tên Hyuk-su. Hyuk-su không thích đi học vì cậu thường xuyên bị bạn bè bắt nạt học đường. Jin Sang, gã đầu gấu trong lớp đã đổ một hộp sữa hết hạn lên đầu cậu. Sau đó, kéo cà vạt, bắt cậu quỳ xuống đất giả tiếng chó sủa. Hyuk-su bị siết cổ không thể thở được, nhưng Jin Sang không quan tâm, hắn bảo các bạn học xung quanh nhanh chóng chụp ảnh lại. Hyuk-su không dám kể chuyện này cho mẹ vì sợ bà sẽ buồn. Bố Hyuk-su đã mất khi cậu 5 tuổi, mẹ cậu phải một mình gánh vác cả gia đình. Bà đã làm việc không ngừng nghỉ, cả ngày lẫn đêm vì cậu. Kỳ vọng lớn nhất của mẹ là Hyuk-su có thể học hành nghiêm túc để có một tương lai tươi sáng. Dù ghét đi học, cậu vẫn phải đến trường, bởi vì một khi mẹ biết chuyện Hyuk-su bị bắt nạt, bà ấy sẽ cảm thấy rất có lỗi. Tuy nhiên, cuộc sống học đường như địa ngục này càng ngày càng khiến Hyuk-su rơi vào hoảng loạn. Đặc biệt là mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của những kẻ bắt nạt, Hyuk-su lại liên tưởng đến những con quỷ khiến cậu cảm thấy sợ hãi vô cùng. Không thể chịu đựng được nữa, cuối cùng Hyuk-su đã lấy hết can đảm đe dọa lại Jin Sang, nếu mày còn dám bắt nạt tao, tao sẽ nhảy từ sân thượng xuống. Thật đó, nhưng Jin Sang không hề sợ hãi, hắn ta tiếp tục đánh Hyuk-su, thậm chí còn nói, mày nghĩ nếu mày chết thì sẽ có ai quan tâm không? Hyuk-su cảm thấy tuyệt vọng đến tột cùng, quyết định quyên sinh sau khi để lại một bức thư từ biệt. Nhưng ngay khi Hyuk-su chuẩn bị đến tầng thượng, EJ đã nhập vào thân xác của cậu ấy. Sau khi đọc xong ký ức của chủ nhân cơ thể, Hyuk-su cảm thấy thoải mái bởi vì anh nghĩ việc tránh để cậu học sinh này nhảy lầu là điều rất dễ dàng. Hyuk-su nở một nụ cười thích thú. Đột nhiên, Jin Sang tiến tới đánh vào đầu anh. Cười cái gì, đồ vô dụng này. Hyuk-su phản kháng lại, anh trực tiếp nắm lấy ghế và đập vào đầu Jin Sang. Sau đó, anh còn đá vào người hắn vài cái và nắm lấy tóc của cậu ta, đẩy mạnh ra cửa sổ. Khi Hyuk-su sắp tung ra thêm một quả đấm, tê xúc, tay sai của Jin Sang bất ngờ đẩy mạnh Hyuk-su từ phía sau khiến anh ngã xuống đất. Jin Sang chớp lấy thời cơ, bắt đầu đánh trả điên cuồng. May mắn thay, thầy giáo sắp vào lớp học, Jin Sang mới dừng đánh Hyuk-su. Nhưng sau giờ học, anh vẫn không thể thoát khỏi sự tra tấn của cậu ta. Tê Xúc đứng một bên, cảm thấy Jin Sang hơi quá đáng, liền bảo hắn dừng tay. Nhưng Jin Sang lại tát Tê Xúc một cái và bảo hắn tỉnh táo lên. Tê Xúc chỉ đành im lặng làm theo lời hắn. Ngay khi Jin Sang chuẩn bị tiếp tục đánh Hyuk-su, một cô bạn xinh đẹp đã đi tới ngăn anh ta lại. Jin Sang liền đổi giọng nhẹ nhàng, lập tức chạy lại chỗ cô bạn và tha cho Hyuk-su. Hyuk-su thầm nghĩ trong đầu, chẳng lẽ cô gái kia cố ý làm vậy để giúp mình sao? Nhưng hiện thực đã vả vào mặt anh đầy đau đớn. Cô gái nhìn Hyuk-su với vẻ mặt khinh bỉ và nói, đồ vô dụng, nhìn cái gì? Quả nhiên, thế giới thực bao giờ cũng tàn nhẫn hơn tưởng tượng. EJ trở về nhà trong thân phận của Hyuk-su, thấy rằng chủ nhân cơ thể cũng được nuôi dưỡng bởi người mẹ đơn thân giống anh. EJ cảm thấy đồng cảm với cậu ấy và không ngừng nghĩ đến mẹ mình. EJ suy nghĩ, không biết mẹ anh đang phải đối mặt với cuộc sống như thế nào sau khi anh chết. Tiếng chuông cửa reo lên làm gián đoạn mạch suy nghĩ của EJ. Mẹ Hyuk-su trở về và làm cho anh món thịt bò xào mà anh ấy yêu thích. Mẹ Hyuk-su gắp cho anh một miếng thịt bò. EJ lại tưởng tượng ra cảnh mẹ mình cũng thường làm vậy với anh. EJ à, ăn nhiều vào. EJ rưng rưng nước mắt, cảm thấy nhớ mẹ vô cùng. Sau khi trở lại phòng ngủ, EJ định lấy điện thoại của Hyuk-su gọi cho mẹ mình. Lúc này Jin Sang gửi tin nhắn yêu cầu anh mang 50.000 won đến cho hắn ta vào ngày mai.
Lúc này, IJ mới phát hiện trong bức thư từ biệt, tiền mà cậu Hyuk-su thường xuyên đưa cho Jin-sang là tiền cậu lấy của mẹ. IJ thầm nhủ, Hyuk-su à, anh sẽ thay em trả thù kẻ đã hại chết em. Sau đó, IJ bắt đầu suy nghĩ cách để đánh bại Jin-sang. Anh chợt nhận ra, Tae-suk cũng có vẻ rất bức xúc với Jin-sang nên đã tìm anh ta để nói chuyện. Dưới sự kích thích liên tục từ lời nói của IJ, Tae-suk cuối cùng cũng bộc lộ sự bất mãn đối với Jin-sang. Nhưng lúc này, Jin-sang bất chợt đi vào. May mắn là hắn ta vẫn chưa nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người. Tae-suk lấy cớ đang dạy dỗ Hyuk-su khiến Jin-sang không nghi ngờ gì nữa. Jin-sang tiến đến chỗ Tae-suk, tát cho anh ta một cái và tỏ vẻ bề trên. Tae-suk rất khó chịu nhưng anh không thể phản kháng lại, vì đằng sau Tae-suk là một đàn anh cực mạnh chống đỡ. Người này là đàn anh khóa trên học cùng trường với họ, là người mạnh nhất khu vực này, ai cũng phải sợ hắn ta. Jin-sang có thể tỏ ra kiêu ngạo như vậy là bởi vì anh ta quen với đàn anh kia, nếu không, hắn cũng chỉ là một con tép yếu đuối. IJ nhận ra rằng, dù ở ngoài xã hội hay ở trong trường, đều không thể tránh khỏi vấn đề bè phái, IJ bắt đầu đi tìm cách khác. Trong bữa trưa, Jin-sang đi qua, thấy Hyuk-su đang chuẩn bị ăn mì lạnh, hắn ta đã tiến đến úp đầu cậu xuống bát mì. Hyuk-su phản kháng lại, anh trực tiếp đi tới đổ bát mì lên đầu Jin-sang. Jin-sang tức giận, sai Tae-suk đuổi theo dạy cho Hyuk-su một bài học, nhưng Tae-suk lúc này đã không còn nghe lời hắn nữa. Jin-sang bị mất mặt lập tức đi tìm đàn anh cứu giúp. Khi đàn anh đến lớp tìm Hyuk-su, anh vẫn không cảm thấy sợ hãi, vừa đọc truyện tranh vừa cười một cách khoái chí. Đàn anh đi đến hỏi chuyện Hyuk-su, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng nhỏ con, ngơ ngác của anh, đàn anh tức giận, mắng mỏ Jin-sang tại sao lại không tự xử lý kẻ yếu đuối như này mà cần phải nhờ đến hắn ta. Nói xong, đàn anh tức giận rời đi. Trước khi đi, đàn anh còn cảnh cáo Jin-sang đừng tỏ ra thân thiết với anh ta nữa, thật đáng xấu hổ. Sau khi người đàn anh đi, Hyuk-su vẫn không quên chế nhạo Jin-sang, Tae-suk tiến tới tát cho hắn ta một cái. Hyuk-su lúc này đã chắc chắn lần này nhất định anh sẽ sống sót, nhưng không ngờ, một sự cố bất ngờ đã xảy ra. Jin-sang, ông trùm lớp học, trong chớp mắt đã bị hạ bệ, ngay lập tức bị mọi người ghét bỏ, ngay cả cô gái xinh đẹp mà cậu ta thích cũng thuộc về người khác. Không thể chịu đựng nổi sự nhục nhã đó, vào buổi tối Jin-sang đã tìm đến Hyuk-su và đổ lỗi cho anh vì đã khiến mọi thứ trở thành như này. Hyuk-su liên tục khiêu khích Jin-sang khiến cậu ta tức giận mất cảm xúc, hắn ta cầm một viên gạch chạy tới đập chết Hyuk-su. IJ một lần nữa quay trở về âm phủ. IJ tức giận trách móc thần chết vì đã bày ra quy luật khác, không phải rõ ràng anh ta chỉ cần giúp Hyuk-su tránh quyên sinh thôi sao? Tại sao lại khiến anh ta chết vì điều khác? Thần chết không quan tâm, bắn IJ một phát nữa, IJ lại chuyển đến một thân phận mới. Lần này, anh trở thành một tên đầu gấu tên Ju-hun nhưng lại đem lòng yêu cô gái của ông trùm xã hội đen. Ju-hun là tay sai cho ông trùm, hắn ta hại chết người không biết ghê tay. Khi IJ bị nhập vào thân xác của Ju-hun, anh ta đang bị trùm kín đầu và trói trên một chiếc ghế. Hóa ra, Ju-hun đã ăn cắp 10 tỷ won từ quỹ đen của ông trùm để cao chạy xa bay cùng người yêu của ông ta. Nhưng trên đường đến gặp cô ấy, Ju-hun bị tay sai của ông trùm phát hiện. Để moi thông tin về cô gái và số tiền, ông trùm đã ra lệnh thuộc hạ hành hạ anh ta một cách tàn nhẫn. Khi thấy tua vít sắp chọc vào mắt mình, Ju-hun vùng lên chống cự mạnh mẽ và thoát khỏi dây trói. Tiếp theo, anh đánh bại tất cả mọi người xung quanh. Sau đó, Ju-hun chạy thoát khỏi đó và chạy trốn bằng cách nhảy từ xe tải xuống xe máy, kỹ năng lái xe của anh ta quá đỉnh. Biết chuyện Ju-hun đã trốn thoát, ông trùm bắt đầu tổ chức săn lùng toàn thành phố và treo tiền thưởng lên đến 2 tỷ won. Một cuộc chiến sinh tử đã bắt đầu trên đường phố. Đột nhiên, một chiếc xe tải bị lật chắn ngang đường đi, Ju-hun đã bị bao vây. Không còn cách nào khác, anh chỉ đành đạp ga, lái xe lao vào biển lửa để thoát ra. Tuy nhiên, người đuổi theo sau càng ngày càng nhiều, cảnh sát cũng tham gia vào truy bắt anh. Ju-hun bị đẩy vào bước đường cùng, anh điều khiển xe vào một trung tâm thương mại. Đáng tiếc, sau một hồi cua khét, Ju-hun vẫn bị chặn lại. Thấy không còn lối thoát, anh ta tận dụng cơ hội khi thang máy mở cửa, đạp ga lao vào thang. Sau khi thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, Ju-hun cảm thấy có chút tự hào. Tuy nhiên, khi lái xe ra ngoài, anh lại đối mặt với một con đường cụt. Quay đầu lại, những người đuổi theo đã đến kịp. Anh chỉ còn cách phóng xe thẳng xuống bể bơi, Ju-hun may mắn sống sót. Điện thoại rơi xuống nước cũng làm đứt đoạn việc theo dõi vị trí của ông trùm. Ju-hun nghĩ trong đầu thật tốt, ta không thể chết được. Sau đó, anh ta nhanh chóng đến bên biển và tìm thấy người yêu. Khoảnh khắc nhìn thấy người phụ nữ mình yêu, IJ quyết định sống hạnh phúc cùng cô ấy với danh tính này. Tuy nhiên, khi anh quay lưng đi lấy tiền, người yêu bất ngờ bắn vào đầu anh. Cơ thể của Ju-hun gục xuống, chết ngay tại chỗ. IJ lại một lần nữa trở về âm phủ. IJ hét lớn chửi rủa chết tiệt, con điềm nó. Nhìn thấy IJ đau khổ, thần chết không nhịn được cười lớn thành tiếng. IJ hỏi thần chết, tại sao người phụ nữ đó lại muốn hại chết Ju-hun? Thần chết cười nhạo nói anh tìm đến cái chết vì tiền, cô ta cũng vì tiền mà hại chết anh mà thôi. IJ cảm thấy rất thất vọng nhưng đột nhiên, anh ta nhớ ra Ju-hun đã giấu tiền ở một nơi chỉ có thể đến được bằng thuyền. Và bây giờ chỉ có mình anh biết địa điểm đó. Ju-hun nhìn thần chết, thầm nghĩ trong đầu, đợi tôi tìm được 10 tỷ won đó, tôi sẽ thoát khỏi nhà tù mà cô đang giam giữ tôi và tôi sẽ là người cười cuối cùng. Sau đó, anh nhếch mép cười khẩy, thần chết nhìn thấy bộ dạng đắc ý của IJ, hỏi anh đang cười sao, chờ xem liệu anh có thể tiếp tục cười như vậy không. Sau đó, thần chết liền bóp cò lần thứ 5. Lần này IJ biến thành một tù nhân, anh ta đang bị giam trong căn phòng kín. IJ hét lên bất mãn, quản ngục đến đưa anh ta trở lại phòng giam chung. IJ bị giam chung với một tên sớt nhân tâm thần, bạn cùng phòng khuyên nhủ anh nên kiềm chế tính khí một chút, 4 ngày nữa anh sẽ được thả rồi. Lúc này,
tên sát nhân tâm thần bước vào, anh ta trông thật đáng sợ. Khoảnh khắc tên tâm thần ngẩng mặt lên, Ize vô cùng bất ngờ, hóa ra anh ta chính là Jin Sang, người đã hại chết anh ở kiếp sống là cậu học sinh Hyuk-su. Nhìn thấy Ize chăm chăm nhìn mình, Jin Sang quay sang nói với anh, về rồi đấy hả, tao đã nói mày nên kiềm chế một chút mà. Nhớ lại khoảnh khắc bản thân bị đánh chết, Ize không kìm nén được cơn tức giận, lao tới đấm đá Jin Sang túi bụi. Các tù nhân cùng phòng sợ sẽ xảy ra chuyện nên đã ra can ngăn Ize và cảnh báo anh rằng nếu tiếp tục đánh Jin Sang, hắn ta có thể sẽ hại chết anh. Lúc này, tinh thể bay vào đầu Ize, ký ức của thân chủ đã xuất hiện. Cậu ta tên là Tae Sang, từ nhỏ đã có ước mơ trở thành võ sĩ quyền Anh nhưng vì gia đình quá nghèo. Tae Sang đã nhận làm một việc ngu ngốc để trả nợ cho gia đình, đó là nhận tội gây tai nạn giao thông và bỏ chạy thay cho một vị luật sư có tiếng. Cái giá được trả là 1 tỷ won. Vì gia đình, Tae Sang quyết định nhận việc đó và tự nguyện đến đồn cảnh sát tự thú. Không ngờ trong thời gian điều tra, người phụ nữ bị tai nạn đã chết, Tae Sang bị kết án 2 năm tù. Vì kết quả ngoài ý muốn, Tae Sang liên tục đe dọa kẻ đã thuê anh nhận tội phải tăng tiền thù lao, nếu không anh sẽ tiết lộ sự thật cho cảnh sát. Trong đoạn ký ức của Tae Sang còn có một lần, anh hỏi Jin Sang tại sao anh ta lại bị bắt. Jin Sang tỏ ra nguy hiểm, tự nhận anh ta là một kẻ sát nhân tâm thần. Mọi người trong phòng nghe thấy vậy thì rất sợ anh ta, tự giác tránh xa hắn. Ize lúc này muốn dạy cho hắn ta một bài học. Anh nhờ một tù nhân trong quản ngục, sau đó đi tới trước mặt Jin Sang, vạch trần bộ mặt thật của anh ta, thực ra chỉ là một kẻ bắt nạt học đường. Sau khi bị người khác đánh bại, anh ta đã lén lút dùng đá hại chết bạn học. Những tù nhân khác trong phòng lúc này mới biết mình bị lừa, tức giận bao vây Jin Sang và đánh hắn một trận tơi tả. Sau khi lấy lại vị thế trùng phòng, Tae Sang nghĩ rằng anh đã thoát nạn, nhưng không ngờ, luật sư thuê anh nhận tội đã sai người đến hại chết anh. May mắn Tae Sang phản ứng nhanh, anh né được lưỡi cưa nhưng nó lại đập thẳng vào kẻ muốn hại chết anh. Đúng là gậy ông đập lưng ông, nhưng mọi việc vẫn chưa kết thúc, đám tù nhân còn lại cũng bị mua chuộc, chúng tiến đến định giải quyết anh, nhưng Tae Sang đã có kỹ năng chiến đấu thượng thừa, nhanh chóng đánh bại chúng. Chỉ còn một ngày nữa là được thả, Ize muốn để lại ký ức đau đớn cho Jin Sang. Ize quyết định nói dối về việc anh ta có thể nhìn thấy được ma, có thể thấy linh hồn của học sinh trung học mà hắn đã hại chết. Kể từ đó, Jin Sang bắt đầu mơ màng tinh thần, luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ. Ize trước khi rời đi còn tặng hắn một hộp sữa dâu. Sau khi ra tù, Ize đến nơi giấu 10 tỷ won, cuối cùng anh cũng tìm thấy tiền. Trong lúc Ize đang mơ mộng về cuộc sống hạnh phúc giàu sang sắp tới, anh chợt tưởng tượng thấy bóng dáng người mẹ đang ngồi bên cạnh anh. Nhưng khi anh bừng tỉnh dậy mới phát hiện tất cả chỉ là ảo tưởng. Một lúc sau, Ize lại nhận được cuộc gọi của mẹ, mẹ nói là mẹ rất muốn gặp lại anh. Ize bật khóc nức nở, anh hứa sẽ sớm trở về nhà, sau đó anh đi gửi một phần tiền vào ngân hàng. Tuy nhiên, trên đường trở về nhà, Ize bất ngờ bị ai đó đi tới dí một nhát dao vào bụng. Người đó chính là cha của cô gái bị tên luật sư kia đâm chết. Ize nhận tội thay ông ta nên đã khiến người cha hiểu nhầm. Người cha này đã chờ đợi khoảnh khắc này 2 năm. Con gái ông sống đức hạnh, thông minh, tốt bụng, vậy mà kẻ đã hại chết cô ấy lại chỉ bị kết án 2 năm tù vì là trẻ vị thành niên. Trái tim ông tràn ngập sự phẫn nộ, Ize vội vàng giải thích rằng anh không phải kẻ hại chết con gái ông. Người cha sau khi nghe xong vô cùng ngỡ ngàng, bất ngờ, tiếng bước chân vang lên, người cha lập tức bỏ chạy. Ize tưởng rằng mình đã thoát nạn, không ngờ anh bạn tù cùng phòng thân thiết với anh đã tìm đến. Anh ta trực tiếp tiến đến dí nhiều nhát dao vào bụng Ize và nói có người hứa sẽ cho anh ta 100 triệu won nếu hại chết anh. Ize bất lực nhìn người bạn tù, trong lòng không khỏi chua xót. Nhìn thấy cuộc gọi từ mẹ, Ize muốn nhấc máy nhưng không thể với tới. Khi tỉnh dậy lần nữa, anh đã ở âm phủ, thần chết lập tức bóp cò lần thứ 6. Lần này, Ize trở thành một em bé nhỏ, anh bất mãn khóc lớn. Tiếng khóc của em bé khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu. Người mẹ đang mua đồ uống, nghe thấy tiếng con khóc, vội vàng ôm lấy bé và không ngừng xin lỗi. Tuy nhiên, ngay khi ngồi lên xe trở về nhà, sắc mặt cô ta đã biến đổi hoàn toàn. Cô ta đột ngột hét lớn, tại sao không im lặng và ngủ đi? Tao còn không thể uống một tách cà phê vì mày. Nhìn thấy người mẹ điên cuồng, Ize cảm thấy sợ hãi tột cùng, không hiểu cô ta bị làm sao. Nhưng điều đáng sợ hơn còn ở phía sau, người mẹ mang Ize lên nhà và ném mạnh anh lên ghế sofa. Một người đàn ông có vẻ là cha đứa bé từ từ bước ra từ phòng. Ize tưởng rằng anh ta là người tốt nhưng không ngờ anh ta lại đi lấy đồ ăn đã hết hạn 4 tháng đến đút cho Ize ăn. Ize từ chối mở miệng, người cha lập tức thể hiện rõ bản chất thật. Anh ta tức giận hét lớn và trách móc tại sao Ize lại khiến anh ta bực mình đến như vậy. Lúc này, cảnh sát bất ngờ đến kiểm tra nhà. Người cha vội vàng lau miệng cho Ize, người mẹ cũng lấy bình xịt thơm phòng và xịt xung quanh. Cảnh sát nhận được thông báo về hành vi bạo hành trẻ em từ bệnh viện nơi em bé nằm trước đó nên đã mời một chuyên gia bảo vệ trẻ em đến. Tuy nhiên, khi chuyên gia chuẩn bị lật áo đứa bé lên kiểm tra, người cha đã lấy ra danh thiếp của mình. Anh ta là nhân viên của một tổ chức bảo vệ quyền lợi trẻ em, không thể nào bạo hành con cái được. Cảnh sát nhìn xung quanh căn nhà một lượt, thấy hình ảnh gia đình hạnh phúc, cũng loại bỏ nghi ngờ trong lòng, cho rằng mình đã hiểu lầm. Sau đó, hai người cúi đầu xin lỗi cặp vợ chồng và chuẩn bị rời đi. Thấy hai người sắp rời đi, Ize bắt đầu khóc lớn ra dấu hiệu cầu cứu nhưng cảnh sát và chuyên gia không hiểu, tưởng rằng đó chỉ là tiếng khóc bình thường của một đứa bé nên cũng không nghi ngờ gì. Tiếng khóc của Ize không những không giữ được cảnh sát lại mà còn khiến cho bố mẹ nổi giận. Cô ta lại cầm lên chiếc gối để bịt miệng đứa bé cho đến chết. Ize lại một lần nữa trở về âm phủ, lần này anh cảm thấy rất kiệt sức. Ize thắc mắc với thần chết tại sao anh không có ký ức của đứa bé. Thần chết giải thích rằng cậu bé chưa đủ ý thức nhìn nhận mọi chuyện nên không có bất kỳ ý thức hay khả năng nào, thậm chí còn không được lựa chọn quyền sống hay chết.
Ize tức giận nói rằng tại sao lại có bố mẹ nhẫn tâm hại chết con mình đến như vậy. Làm cha mẹ thì phải yêu thương con mình chứ. Thần chết nói với anh rằng trên thế giới này không có gì diễn ra theo quy luật cả, chỉ có anh luôn cho rằng mọi thứ là hiển nhiên. Thần chết nhắc nhở Ize, dù anh có cố gắng dễ dụa thế nào, cũng không thể thoát khỏi số phận cái chết. Nhưng nếu anh cố gắng hại chết người, đến lúc đó cô sẽ can thiệp. Sau đó, thần chết đã bóp cò lần thứ 7. Ize sau khi được tái sinh lập tức lấy điện thoại ra, kiểm tra thời gian và phát hiện một tin nhắn nói rằng số tiền anh để trong két sắt chỉ còn 15 phút nữa là sẽ bị thu hồi. Anh vội vàng chạy trên phố, đi đến tủ cất giữ tiền, cuối cùng đã kịp thời lấy được số tiền. Ize vô tình đi qua chiếc gương gần đó, phát hiện thân phận mới thật đẹp trai. Lúc này, Ize cũng chú ý đến tấm poster trên tường, nhìn thấy bản thân mình trên đó, anh phát hiện hóa ra trong kiếp này anh là một người mẫu nổi tiếng. Tinh thể đâm vào đầu Ize, anh đọc được ký ức của người đàn ông. Anh ta tên là Gun-woo, từ nhỏ đã sở hữu ngoại hình ưu tú, được rất nhiều cô gái theo đuổi. Khi lớn lên, anh kiếm được không ít tiền nhờ việc làm người nổi tiếng. Sau khi Gun-woo về đến nhà, nhìn căn phòng sang trọng cùng những chiếc đồng hồ đắt tiền trước mắt, Ize cảm thấy vô cùng hài lòng với danh tính này. Anh nhìn tờ báo đặt trên bàn, vụ người mẹ hại chết đứa bé ở kiếp sống trước đã bị phơi bày. Ize hài lòng, cuối cùng kẻ ác đã bị trừng phạt. Đột nhiên, anh nhận được cuộc gọi từ bạn bè, nhắc nhở anh đừng quên buổi tiệc tối nay, rất nhiều cô gái xinh đẹp nhất Hàn Quốc sẽ tới đây. Nghe đến việc có nhiều gái xinh, Gun-woo lập tức đi đến bữa tiệc. Gun-woo hào hứng đã uống rượu đến say khướt. Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, anh bị quản lý mắng mỏ vì đã uống quá nhiều. Gun-woo đi đến tiệm cà phê để làm thêm, tình cờ gặp lại mối tình đầu ở kiếp trước. Nhưng bây giờ anh đã thay đổi diện mạo, hai người họ không hề quen biết nhau. Ize nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp mặt, đó là tại một nơi đang nở rộ hoa anh đào. Kịch bản trong tay Jisoo bất ngờ bay theo gió bay xuống dưới cầu và rơi ngay bên cạnh chân Ize. Ize nhặt kịch bản lên, ngẩng đầu thì chạm ánh mắt của Jisoo, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô, trái tim Ize không ngừng loạn nhịp. Jisoo đi tới gọi một ly trà nóng, khi Gun-woo đưa ly trà ra, tay anh không kiểm soát được mà run rẩy vì ngại ngùng. Gun-woo bối rối chỉ còn cách cười để xoa dịu tình huống khó xử. Anh bạn phục vụ bên cạnh nhìn thấy phản ứng của Gun-woo, nghĩ rằng anh thích cô gái ấy nhưng Gun-woo vội vàng phủ nhận. Anh bạn phục vụ nói, Jisoo mỗi ngày đều đến đây, ngồi đến tận khi cửa hàng đóng cửa mới rời đi. Nghe nói cô ấy còn là một nhà văn, Ize nhớ rằng lúc trước mình luôn ủng hộ sự sáng tạo của Jisoo. Không ngờ giờ cô ấy đã trở thành nhà văn. Anh tìm trên mạng và phát hiện ra tác phẩm đoạt giải của Jisoo, tên là Gửi tới tương lai của bạn. Khi nhìn thấy ngày nhận giải, Ize lập tức sụp đổ, bởi đó chính là ngày anh và cô chia tay. Lúc đó Jisoo đã tặng anh một phong bì, hóa ra trong phong bì đó chứa tiền thưởng, nhưng Ize lại hiểu nhầm cô đang thương hại mình. Khi nghĩ đến điều này, Ize cảm thấy rất ân hận. Anh chạy đến cửa hàng sách và tìm được quyển sách đoạt giải của Jisoo. Trong quá trình đọc, anh phát hiện ra rằng trong đó có nhiều chi tiết là trải nghiệm thực sự của anh và Jisoo. Ize lật dở một trang sách khác, nhớ lại kỷ niệm vào một ngày mùa đông, hai người đứng dưới cây anh đào, hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa. Đọc được đoạn này, Ize không kiềm được chảy nước mắt. Khi rời khỏi cửa hàng sách, anh chú ý đến một cây bút máy đang được bán bên cạnh. Nhớ lại, lúc trước, Jisoo từng rất thích một cây bút máy được trưng bày ở đó. Ize đã bí mật mua nó cho cô, còn đặc biệt nhờ nhân viên khắc tên cô lên nó. Nhưng chưa kịp tặng, anh đã nhảy lầu quyên sinh. Jisoo vẫn ở lại quán cà phê cho đến tối. Anh trai của Jisoo cũng đưa vợ con đến quán cà phê. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt anh trai, Ize mới nhận ra mình đã hiểu lầm Jisoo. Hóa ra trước đó, vì tưởng rằng Jisoo ngoại tình với người khác, Ize đã trực tiếp đòi chia tay. Bây giờ khi nghĩ lại việc đó, Ize cảm thấy rất hối hận. Ngày hôm sau, anh bắt đầu chủ động bắt chuyện với Jisoo. Anh mang đến một chiếc bánh, mời cô ăn và nói rằng anh là một fan hâm mộ của cô. Sau đó, Ize đề xuất ý tưởng cho Jisoo, nói rằng cô có thể viết nó thành tiểu thuyết. Ize kể lại chuyện mình đã trải qua 7 kiếp sống. Jisoo cảm thấy rất hứng thú nhưng cũng nghĩ rằng nó thật vô lý. Jisoo rất mong đợi sự phát triển tiếp theo trong câu chuyện của Ize và chủ động hẹn anh ngày mai tiếp tục thảo luận. Trước khi rời đi, Ize xin chữ ký Jisoo, cô lấy ra một cây bút máy quen thuộc và ký tên cho anh. Ize nhận ra đó chính là cây bút mà anh chưa có cơ hội tặng cho Jisoo. Hóa ra sau khi anh mất, mẹ đã tìm thấy cây bút này trong đống đồ cũ nên đã gửi nó cho Jisoo. Kể từ sau ngày hôm đó, Ize bắt đầu đứng đợi Jisoo mỗi ngày ở cửa và chia sẻ cho cô trải nghiệm mỗi lần chết của mình. Jisoo thắc mắc tại sao nhân vật chính trong câu chuyện của anh không bao giờ đi tìm mẹ mình. Ize giải thích vì anh ấy không tự tin gặp lại mẹ, sợ rằng điều đó còn khiến bản thân đau lòng hơn. Sau khi Jisoo rời đi, trời bất ngờ đổ mưa. Ize lập tức chạy ra đưa ô cho cô và hẹn ngày mai gặp lại. Khi anh trở lại quán cà phê, bất ngờ thấy bóng dáng xe cảnh sát, sợ rằng có chuyện không lành xảy ra với Jisoo nên Ize vội vàng chạy ra ngoài xem xét. Ize bỗng nhiên nhớ lại lời của thần chết rằng anh sẽ trải qua đau khổ vô tận trong cái chết tiếp theo, sợ rằng thần chết có thể đã làm hại Jisoo, anh vội vàng chạy đến hiện trường vụ án. Khi thấy chiếc ô đỏ nằm trên mặt đất, anh sụp đổ và khóc lóc. May mắn là Jisoo không bị sao, chiếc ô đỏ vẫn nằm trong tay cô ấy. Jisoo chứng kiến cảnh Ize hốt hoảng tìm mình, cô bất ngờ nhớ lại ngày Ize mất, cô cũng đã bất lực đau đớn như vậy. Ize băng bó vết thương trên tay cho Jisoo. Trước khi rời đi, Jisoo nói rằng sau này cô sẽ không đến quán cà phê nữa, vì khi nghe câu chuyện của Ize, nó cứ làm cô ấy nhớ đến một người. Ngày hôm sau, Jisoo đến thăm cho cốt của Ize, cô bật khóc và bày tỏ tình cảm của mình với anh. Jisoo nói nếu ngày đó cô giữ anh lại,
có lẽ anh đã không nhảy lầu quyên sinh. Cô cảm thấy rất ân hận, cuối cùng không ngừng nói xin lỗi. Ize đứng một bên chứng kiến cảnh này, cảm thấy rất đau lòng. Sau khi Jisoo rời đi, Ize cũng đến trước bia mộ của mình. Anh bất ngờ gặp mẹ mình cũng đến. Nhìn thấy mẹ, Ize sợ rằng bản thân sẽ không thể kìm chế được cảm xúc, nên anh nhanh chóng rời đi và nấp vào một bên. Hóa ra sau khi anh mất, mẹ anh mỗi tuần đều đến đây thăm con trai. Nỗi đau lòng quá nặng nề, người mẹ sau khi thăm mộ con trai, bà chạy vào nhà vệ sinh bật khóc nức nở. Ize chứng kiến cảnh tượng này, cũng dần mất kiểm soát. Ize chạy ra ngoài, ngồi sụp xuống đất khóc lóc nức nở. Anh quyết định quay trở về căn nhà cũ của mình và để lại một bức thư cho mẹ. Trong thư đề cập đến một khoản tiền anh để lại cho mẹ, bảo bà yên tâm sử dụng vì đó là tiền anh kiếm được từ việc đầu tư ảo. Sau đó, anh mang tiền vào ngôi nhà cũ, nhưng khi nhìn thấy căn nhà vẫn còn treo ảnh mình và mẹ, anh buồn bã chạy ra ngoài. Nhưng khi chạy được nửa đường, một tấm biển quảng cáo bất ngờ rơi từ trên xuống, đè chết Ize. Ize tỉnh dậy mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Ize lo sợ anh sẽ không còn nhiều thời gian nữa nên quyết định tối nay sẽ thú nhận tình cảm với Jisoo. Tối đó, Ize gặp Jisoo, kể lại rằng anh từng có một người bạn gái, họ có mối tình kéo dài 7 năm. Ize kể về người bạn gái của mình cho Jisoo nghe. Trong thời gian ở bên cô ấy, anh luôn sống không mấy đàng hoàng, nhưng bạn gái không hề phàn nàn. Một lần, bạn gái cùng đồng nghiệp đến quán ăn mà Ize đang làm phục vụ, cô không hề ngại ngần mà tự hào giới thiệu bạn trai với mọi người. Cô ấy cũng không quan tâm đến những phim tình cảm buồn, nhưng khi nhìn thấy những đứa trẻ nghèo đói trong quảng cáo trên TV, cô ấy sẽ vừa khóc vừa gọi điện cho anh. Cô ấy thích trà chanh mật ong hơn là cà phê đắng, là người nỗ lực nhiều nhất khi tất cả mọi người xung quanh đều gục ngã. Vì vậy, anh ngốc nghếch cho rằng cô vẫn sẽ sống tốt dù có chuyện gì xảy ra. Nhưng đến bây giờ, anh mới biết cô ấy cũng có mặt yếu đuối. Nếu có cơ hội, anh muốn nói với cô ấy lời xin lỗi vì đã hiểu nhầm cô và nói rằng anh chỉ yêu mình cô ấy. Jisoo nghe được những lời này, cảm động rớt nước mắt. Ize giải thích rằng anh không thể xin lỗi người yêu bởi vì anh đã chết. Nói xong, anh thú nhận câu chuyện kể ở quán cà phê không phải hư cấu, mà là những trải nghiệm thực của anh. Anh thực sự là Ize. Ize không ngừng giải thích rằng nó có thể là điều khó tin nhưng anh thực sự là người bạn trai đã chết của cô. Jisoo ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, một chiếc xe hơi màu đỏ lao thẳng đến chỗ họ. Người lái xe không ai khác chính là anh trai của Jinte, kiếp sống thứ nhất của Ize. Hóa ra anh ta đã sai người hại chết em trai và ngụy trang nó như một tai nạn để nhằm chiếm lấy ngôi vị giám đốc tập đoàn Tekang. Nhìn thấy Ize nằm thoi thóp, anh ta trực tiếp đến bịt mũi khiến anh chết hẳn. Jisoo ở bên cạnh cũng đã bị tông chết đến biến dạng cơ thể. Ize đau lòng nhưng bất lực không biết làm cách nào khác. Sau đó, cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường vụ án, xử lý hai thi thể. Trên mặt đất còn sót lại một bức ảnh của Ize. Khi Ize tỉnh lại lần nữa, anh đã ở âm phủ. Lần này, Ize cảm thấy đau khổ muốn chết, hối hận vì đã quyên sinh. Ize tức giận cầm súng chĩa vào đầu thần chết. Cô cảm thấy việc này rất thú vị phải không? Vậy cô cũng nên tự mình trải nghiệm đi. Ize bóp cò khiến thần chết nằm im lặng. Sau đó nghĩ đến người đã gây ra tất cả những cái chết của mình, anh đưa đồ nóng lên đầu định tiếp tục kết liễu đời mình nhưng khẩu súng trong tay anh hoàn toàn không dùng được. Phía sau Ize là tiếng cười của tử thần. Cô nói với anh người đơn giản như anh đang phức tạp hóa và làm rối tung mọi chuyện. Cô nhắc nhở anh cái chết không thể bị chết. Ize nhớ lại bi kịch của Jisoo và những người khác thì cho rằng tất cả những bi kịch này đều là do thần chết thao túng và cố tình chơi với chính mình. Ize không thể không chút tất cả cảm xúc của mình vào thần chết. Anh cho rằng dù cô là thần thánh phương nào đi nữa thì cũng thật tàn nhẫn. Thần chết nói rằng chuyện Jisoo bỏ mạng không liên quan đến sự xuất hiện của anh, vì dù có anh hay không thì đúng thời khắc đó, đúng nơi đó Jisoo cũng sẽ bỏ mạng. Lúc này Ize mới hiểu vốn dĩ Jisoo sẽ bị tên bác Teu hại chết. Ize cầu xin thần chết nhanh chóng đưa mình vào kiếp luân hồi tiếp theo. Anh muốn ra tay với Teu để trả thù cho Jisoo. Thần chết đặc biệt nhắc nhở Ize nếu anh cố gắng hại chết ai đó thì thần chết sẽ can thiệp. Sau đó thần chết một lần nữa cho Ize cơ hội được tái sinh. Lần này Ize nhập vào một kẻ hại chết người hàng loạt đáng sợ. Khi anh tỉnh lại thấy mình đang ở một phòng tranh. Phòng tranh này vô cùng kỳ lạ và đáng sợ. Những bức tường màu đỏ được bao phủ bởi những bức tranh vẽ người kỳ lạ. Ize nhìn xung quanh, một viên pha lê ký ức bay ra từ cái thùng đẫm máu lao về phía anh. Hóa ra Ize sở hữu một họa sĩ có tài năng nghệ thuật, nhưng vì nhiều lý do tài năng của họa sĩ này luôn không được công nhận khiến anh rơi vào trầm cảm. Cho đến tận một đêm khuya, khi họa sĩ đi trên đường, đột nhiên anh ta nghe thấy một tiếng nổ lớn phía sau. Một người phụ nữ ngã vào ô tô và chết ngay tại chỗ. Họa sĩ bước tới và vuốt ve người phụ nữ. Nhìn vết máu trên tay mình, đột nhiên một nguồn cảm hứng ập đến. Họa sĩ nhanh chóng vẽ lại hiện trường vụ án. Họa sĩ không ngờ bức tranh lại được đón nhận nồng nhiệt và bán được giá cao ở nước ngoài. Sau đó, họa sĩ phát hiện ra rằng máu có thể truyền cảm hứng cho anh ta. Từ đó anh ta bị ám ảnh bởi nghệ thuật tạo ra từ máu. Họa sĩ không ngừng tìm kiếm con mồi phù hợp, mang đến phòng tranh và hại chết. Sau đó nhuộm vải bằng máu của người chết và tạo ra những bức tranh kinh dị kỳ lạ. 15 người đã hy sinh để truyền cảm hứng cho họa sĩ. Họ được tái sinh như những tác phẩm nghệ thuật của anh ta. Từ tinh thể ký ức, Ize biết về quá khứ của họa sĩ thì hoảng sợ đến ngã ngồi ra đất. Ize vội vàng chạy vào nhà vệ sinh và không ngừng nôn mửa. Sau đó Ize nhận thấy một con rối trên bàn. Anh chợt nhớ tới khi Jisoo bị hại chết bởi Teu. Hắn ta từng nói rằng Teu từng nói thi thể của cô ấy trông như một con rối. Nghĩ về Jisoo, Ize không khỏi đau buồn. Anh quyết tâm sử dụng thân xác của một con ác ma để hại chết một con ác ma khác. Sau đó Ize đến hiện trường vụ tai nạn của Jisoo.
Anh nhớ lại thời điểm gây án Tae-woo đã hại chết anh và Jisoo, nhưng Tae-woo đã không hề hoảng loạn. Sau khi bước ra khỏi xe, anh ta trực tiếp để luật sư bên cạnh làm kẻ chịu tội thay cho mình. Luật sư nghe nói rằng Tae-woo sẵn sàng đưa ra mức thù lao lớn và cơ hội thăng tiến, anh ta ngay lập tức đồng ý với đề nghị của Tae-woo. Luật sư vội ném thẻ nhớ của Kame ra hành trình xuống cống bên đường, sau đó lập tức gọi điện tự thú và tự nộp mình cho cảnh sát. Ije dựa vào những ký ức về lần cuối cùng anh qua đời lấy được thẻ nhớ trong cống và chiếc bút máy khắc chữ nhà văn Jisoo bị Tae-woo vứt đi. Sau đó, Ije chuẩn bị đi đến tìm kẻ thù thì đột nhiên anh ngất xỉu trên đường. Hóa ra họa sĩ mà anh ta sở hữu bị u não, chỉ còn một tháng nữa để sống. Ije không sợ hãi trước tin tức này, một tháng là đủ thời gian để anh đòi lại công bằng cho Jisoo. Ngay khi Ije rời bệnh viện, anh nhận được một cuộc gọi từ thư ký ở phòng tranh trưng bày. Thư ký nói rằng Tae-woo rất thích tác phẩm Màu máu của họa sĩ và yêu cầu anh ấy gặp mặt. Ije ngay lập tức nhận ra đây là một cơ hội tốt để đến gần Tae-woo. Ije đến phòng trưng bày và nhìn thấy Tae-woo, người đang ngắm bức tranh. Anh vừa định rút con dao ra thì thư ký đột nhiên đến gọi Tae-woo đi. Ije không còn cách nào khác liền đồng ý bán tác phẩm máu của họa sĩ và nói Tae-woo để lại địa chỉ giao hàng cho mình. Ije sẽ đích thân giao bức tranh đến nhà cho anh ta. Ije nhân cơ hội lấy địa chỉ của Tae-woo, chuẩn bị trả thù cho Jisoo. Anh sẽ khiến cho Tae-woo chết một cách khốn khổ. Lý do khiến Tae-woo phải lòng những tác phẩm kỳ lạ của họa sĩ đó là bởi vì anh ta cũng là một con quỷ thực sự. Khi còn trẻ, Tae-woo không thể chịu đựng được tiếng khóc của đứa nhỏ nên suýt nữa thì hại chết nó. Em trai của anh ta cũng là thiếu gia thứ hai của tập đoàn biết về việc đó. Vì vậy anh ta muốn đe dọa Tae-woo từ bỏ vị trí người kế nhiệm của tập đoàn. Tae-woo bực mình và tức giận, vì vậy mới lên kế hoạch để hại chết em trai. Tae-woo nghĩ rằng người cha chủ tịch của mình sẽ ngay lập tức truyền lại vị trí tiếp quản tập đoàn cho anh ta. Tuy nhiên cha anh lại bí mật điều tra Tae-woo vì nghi ngờ anh ta có thể là một người chống đối xã hội. Các bài kiểm tra tính cách cũng được cố tình thực hiện trong công ty. Tất cả cũng chỉ là để kiểm tra Tae-woo. Tae-woo đã biết được chuyện này thì sợ rằng những việc làm xấu xa của mình sẽ bị phơi bày. Anh xúc động nhấn mạnh chân ga chạy bạt mạng trên đường, cuối cùng buộc phải dừng lại trước rào chắn. Hai cảnh sát bên đường đang làm nhiệm vụ nhìn thấy điều này cũng nhanh chóng đuổi theo ngăn cản. Khi đuổi kịp, họ đưa cho anh ta một vé phạt vì chạy quá tốc độ. Một cảnh sát đột nhiên nhận thấy Tae-woo có biểu hiện của việc chơi thuốc nên quyết định muốn đưa anh ta về đồn cảnh sát để xét nghiệm máu. Tae-woo ngay lập tức đã gọi cho giám đốc sở và nói về chuyện này. Giám đốc sở vội vàng yêu cầu anh cảnh sát thả Tae-woo đi ngay lập tức. Cảnh sát ở bên cạnh nói với đồng đội của mình không được đối đầu với Tae-woo, vì vậy anh chàng cảnh sát trẻ phải nói lời xin lỗi. Nhưng Tae-woo không những không đồng ý lời xin lỗi còn cho anh chàng cảnh sát trẻ một bài học. Người đồng đội bên cạnh chỉ biết đứng yên theo dõi, không dám làm gì nếu không muốn mất việc. Tae-woo sau đó trở về nhà, anh ta phát hiện ra rằng Ije đã đợi ở đây rất lâu. Ije bước thẳng lên chiếc xe sang trọng của Tae-woo và đặt chân lên đó để đánh giày của mình. Khi thấy Tae-woo bắt đầu nổi điên, Ije lại nhổ nước bọt vào anh ta một lần nữa. Tae-woo chưa bao giờ bị xúc phạm theo cách này liền lấy khẩu súng săn ra và bắn một phát vào Ije. Tuy nhiên, Ije đã chuẩn bị từ trước nên đã mặc áo giáp trước. Khi Tae-woo đến kiểm tra chấn thương của Ije, anh tỉnh lại và đánh cho hắn bất tỉnh. Ije chuẩn bị trói Tae-woo vào bàn hành hình của mình để thực hiện hành vi tra tấn, nhưng anh lại bị ngất xỉu và ngã xuống đất do khối u não. Khi Ije thức dậy một lần nữa, bản thân anh lại bị buộc vào bàn mổ. Tae-woo rất hài lòng với sân chơi bí mật của họa sĩ, hắn nhìn vào những dụng cụ hại người ở đây thì vô cùng phấn khích. Tae-woo nhớ lại lần đầu tiên mình hại người, nạn nhân nhìn anh ta cầu xin anh ta cứu mình. Ánh mắt cầu xin đó xem anh ta như một vị thần khiến Tae-woo có một niềm vui không thể nào quên. Sau đó cho dù anh ta cố tình đánh và hại chết bao nhiêu người nhưng anh ta vẫn không thể trải nghiệm được khoái cảm như lúc đó. Cho đến hôm nay khi Tae-woo đã đến nơi làm việc của họa sĩ thì vô cùng nôn nóng. Nói xong, Tae-woo bật cưa máy lên, với khuôn mặt điên cuồng, anh ta đi về phía Ije. Ngay sau đó Ije mất thêm một mạng sống nữa. Sau khi chết, thần chết nghĩ rằng anh ta đã trải qua nỗi đau không thể tưởng tượng được trước khi chết thì sẽ xua tan ý định trả thù. Nhưng thực ra Ije cố tình chết dưới tay Tae-woo và anh cũng đã lắp lại camera để quay lại cảnh quay đó. Ije cười điên cuồng khi đối mặt với thần chết. Lần này anh ta bị Tae-woo cố tình hại chết nhưng cũng đã ghi lại được chứng cứ phạm tội của bên kia. Ije nghĩ rằng kế hoạch trả thù của mình sắp hoàn thành, trong lòng rất vui mừng. Anh sẽ bắt Tae-woo trả giá cho tội ác của mình. Thần chết nhìn Ije hung hăng càn quấy thì rất không vui. Không nói một lời, thần chết đã trực tiếp găm hàng nóng vào đầu Ije, đưa anh ta đến vòng tái sinh tiếp theo. Lần này Ije là một cảnh sát, bố anh ấy cũng là một cảnh sát và đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ bắt tội phạm bạo lực. Anh ta cũng muốn trở thành một cảnh sát tuyệt vời như bố mình. Nhưng mẹ anh lại lo lắng anh giống cha mình, vì vậy bà vì lo lắng mà đổ bệnh nặng. Cảnh sát không muốn làm mẹ buồn nên hứa với bà bất kể điều gì xảy ra anh ấy sẽ luôn đặt việc giữ gìn bản thân lên hàng đầu. Đó là lý do tại sao một sĩ quan cảnh sát hình sự ở trong mắt mọi người lại trở thành người ham sống sợ chết. Mỗi khi gặp nguy hiểm khi thực hiện nhiệm vụ, anh ta sẽ trốn vào một góc lẫn tránh và bỏ chạy. Anh cảnh sát càng giữ lời thề với mẹ thì đồng nghiệp càng coi thường anh. Khi đồng nghiệp chặn Tae-woo lại và muốn đưa anh ta trở lại đồn cảnh sát, anh chàng cảnh sát đã đứng ở bên cạnh chứng kiến đồng nghiệp của mình bị Tae-woo bạo hành, nhưng anh không dám làm bất cứ điều gì. Ije tìm hiểu về những ký ức trong quá khứ của anh chàng cảnh sát, không thể không cảm thấy thương hại cho anh ấy. Sau đó tiếng ồn ào của đường phố thu hút sự chú ý của Ije. Ije nhìn kỹ hơn thì phát hiện ra rằng kẻ gây rối là em trai của anh ta, người đã ở cùng anh ta trong tù trước đó. Người này đã từng vì muốn có 100 triệu won mà ra tay với Ije. Kẻ thù nhìn thấy nhau thì vô cùng nóng máu. Ije dựa vào kỹ năng nhạy bén của cảnh sát, nắm lấy con dao trong tay của tên em trai và hất hắn ta xuống đấy. Mọi người bên đường đều quay được toàn bộ cảnh này và tung nó lên mạng.
Cư dân mạng khen ngợi hành vi của anh cảnh sát là anh hùng. Các đồng nghiệp tại đồn cảnh sát đã sững sờ khi xem được tin tức và vội kiểm tra xem gần đây anh ấy có mua bảo hiểm nhân thọ không. Trên thực tế, cảnh sát không phải là không đủ năng lực mà chỉ để che đậy bản thân để bảo vệ mình. IJ được tái sinh thông qua cơ thể của cảnh sát nên chuẩn bị để tận dụng cơ hội này trả thù cho cái chết oan uổng của nhiều người vô tội. Sau khi dọn dẹp xong người em trai kia, sự trả thù của IJ bắt đầu. IJ vội vã đến nhà của họa sĩ cùng với đối tác của mình. Anh ta lấy lại camera được giấu trong căn phòng bí mật cùng với bút và thẻ nhớ. Đồng thời có cả bằng chứng video về tội ác của TU đã được sao chép vào USB. Cảnh sát nhanh chóng cử người đến hiện trường để điều tra. Các thành viên của nhóm điều tra đã phun chất phát hiện vết máu khắp căn nhà và tranh vẽ. Sau khi tắt đèn, tất cả mọi người đều nhìn cảnh tượng địa ngục trước mắt mà câm nín. Tại thời điểm này, TU không biết về chuyện nhà của họa sĩ đã bị điều tra. Anh ta đang hồi tưởng về cảnh mình hành hạ họa sĩ và cảm thấy thích thú. TU đã nghiện trò chơi này. Anh ta nhìn lên và thấy thư ký đến giao tài liệu, liền cố tình đề nghị đưa cô ta đi ăn tối. Sau đó TU đưa thư ký đến khu vực gần với nhà họa sĩ thì thấy một đám đông xe cảnh sát trước mặt. IJ chặn xe của TU và nhắc nhở TU không tiếp cận gần hiện trường vụ án. Ngoài ra anh ta còn có một gợi ý của thư ký ngồi ở ghế bên cạnh rằng coi chừng kẻo lại tự nhiên mất tích. Nghe vậy TU liền rời khỏi hiện trường. Những phát biểu thẳng thắn của IJ khiến TU không yên tâm. Hắn đoán đối phương có thể biết điều gì đó nên muốn loại bỏ anh ta. Nhưng trước khi TU kịp làm điều đó, IJ đi trước một bước. Anh đã đưa USB mà TU đã hại chết họa sĩ cho một nhà báo, hy vọng rằng họ sẽ nói sự thật với công chúng. Trở lại đồn cảnh sát, IJ đột nhiên nhìn thấy mẹ mình xuất hiện ở đây. Hóa ra lần trước IJ đã lấy một phần số tiền khổng lồ mà anh ta nhận được, lặng lẽ đặt nó ở nhà mẹ mình. Sau đó anh ta qua đời trong một tai nạn xe hơi, người mẹ liền giao túi tiền không rõ nguồn gốc cho cảnh sát. Cảnh sát tin rằng có mối liên hệ giữa người quá cố và mẹ của IJ. Do đó, họ gọi mẹ đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. IJ không ngờ tới hành động đưa tiền cho mẹ của mình có thể gây rắc rối cho bà như vậy. Anh cảm thấy rất có lỗi khi người mẹ rời đồn cảnh sát và đi qua IJ. IJ không thể không gọi mẹ mình, sau đó anh nói rằng mình nhận nhầm. Thật bất ngờ, mẹ anh không bận tâm chút nào. Đã lâu rồi bà không nghe thấy có người gọi mình như vậy. IJ hỏi mẹ tại sao bà lại giao tiền cho cảnh sát. Mẹ giải thích rằng bà suy sụp trước cái chết của con trai. Bà luôn cảm thấy mình đã không chăm sóc tốt cho con trai mình nên mới khiến anh nghĩ quẩn như vậy. Số tiền đó khiến bà cảm thấy đó là một gánh nặng lớn. Nó giống như tiền để đổi lấy mạng sống của con trai mình, vì vậy bà không muốn nhận. Với những giọt nước mắt chảy dài, IJ nhìn mẹ mình rời đi. Anh bí mật treo thức ăn lên cửa nhà mẹ và nhắc nhở bà nhớ ăn đúng giờ. Anh nhìn mẹ bước vào nhà liền quay người rời đi. Đột nhiên, người của TU vội vã chạy đến. May mắn thay, IJ phản ứng nhanh và trốn thoát được. IJ nghĩ rằng TU ngày càng trở nên điên rồ hơn, vì vậy đã yêu cầu anh ta gặp mình tại đồn cảnh sát. TU dựa vào sự chống lưng của giám đốc Sở kiêu ngạo xuất hiện trước mặt IJ. Trước đó, TU vừa nghe được từ giám đốc đài truyền hình về chuyện IJ đã tiếp cận phóng viên để phơi bày bằng chứng video về vụ hại chết người của họa sĩ. TU muốn dùng tiền để mua chuộc IJ, nhưng IJ không hề bị lay chuyển, anh chỉ muốn TU bị trừng phạt xứng đáng. Ngay trong lúc IJ đang chờ tin tức xuất hiện, TU liền tổ chức họp báo và thú nhận trước mặt mọi người rằng anh ta đã hại chết họa sĩ. Nhưng anh ta giải thích rằng anh ta đã bị bắt cóc bởi một kẻ hại người hàng loạt. Trước tình huống hại người hoặc bị người khác hại, anh ta chỉ còn lựa chọn cách ra tay với họa sĩ. Hơn nữa, anh ta cảm thấy việc ngăn cản hành vi hại người của họa sĩ là nhiệm vụ của mình. Và video do IJ cung cấp cũng đã bị cắt bỏ và tội lỗi được đổ hết lên người họa sĩ. Hình ảnh chỉ quay cảnh họa sĩ kéo TU đến nhà mà thôi. Do không đủ bằng chứng, hơn nữa thi thể của họa sĩ đã được TU xử lý từ lâu nên họ không thể tìm thấy thi thể của họa sĩ. Vì vậy mọi người nghi ngờ họa sĩ vẫn còn sống. Cuối cùng vụ án đã được khép lại mà không có nghi ngờ nào về TU. Sau khi được thả ra khỏi đồn cảnh sát, TU đã lên máy bay riêng đến Hoa Kỳ với một cái cười khẩy. Anh ta không ngờ khi bay giữa chừng máy bay đột nhiên rung lắc và phát ra những báo động liên tục. Đài phát thanh bắt đầu phát tên của các nạn nhân đã chết dưới tay của TU, đồng thời xuất hiện đồng hồ đếm ngược 30 giây trên màn hình, nhắc nhở anh ta hãy nhảy dù nếu anh ta muốn sống. TU kinh hoàng vội vàng lấy dù ra trong sự hoảng loạn và nhảy vào phút cuối cùng. TU không thể ngờ khi anh ta vừa hạ cánh xuống đất an toàn thì bị một chiếc xe đâm vào người. IJ chậm rãi đi tới trước mặt hắn, hóa ra tất cả những điều này là một kế hoạch do IJ thành lập. Anh ta đã sử dụng ký ức của những người mà anh đã nhập vào và lấy những bằng chứng về tội ác của TU, đồng thời anh bí mật thay thế thuốc trong bút của TU bằng thuốc ngủ. Trong khi hắn ta đang ngủ liền đặt bom vào động cơ máy bay, tận dụng ký ức của vận động viên thể thao mạo hiểm nhảy dù rời khỏi máy bay trước, sau đó dựa theo tín hiệu GPS và lái xe đến chỗ TU nhảy dù xuống. IJ đã thay mặt cho những người mà hắn đã hại chết để tiễn đưa TU. IJ che miệng anh ta bằng tất cả sức mạnh của mình, cố gắng kết thúc tất cả. Thần chết từ trên trời giáng xuống đột ngột rồi từng bước đi về phía IJ. Sau đó cây bút của Jisoo rơi khỏi người IJ. Anh nhớ lại những gì Jisoo đã nói, cô hy vọng câu chuyện của anh sẽ có một kết thúc có hậu. Cuối cùng, IJ vẫn thất bại trong việc hại chết TU. Khi IJ rời đi, TU muốn hại chết IJ, nhưng hắn ta bị gió mạnh thổi bay. Cả người TU bị một chiếc xe tải lớn đâm vào. Trong vụ tai nạn, TU mất cả hai chân và phải nằm trên giường bệnh để điều trị. Trong cuộc sống sắp tới, anh ta sẽ phải dành phần đời còn lại của cuộc đời mình trong trạng thái bán thực vật. Tội ác của anh ta đã được công khai, các quan chức chính phủ cấp cao giúp anh ta che đậy tội ác của mình cũng đã bị bắt. Giải quyết xong TU, IJ liền đến thăm vị luật sư nhận tội thay anh ta ở trong tù. Bây giờ TU đã bị bắt, những lời hứa đã từng được đưa ra không còn nữa, vì vậy luật sư đã quyết tâm tìm kiếm bằng chứng để chứng minh mình vô tội.
Trước mặt luật sư, Ize lấy thẻ nhớ camera hành trình ra khiến luật sư vui mừng khôn xiết, mong sớm được ra ngoài. Không ngờ Ize đưa thẻ nhớ vào miệng nhai nát và phá vỡ hy vọng cuối cùng của vị luật sư. Vì anh ta đã làm những điều xấu nên anh ta xứng đáng phải chấp hành bản án của mình trong tù. Cho đến khi một cái chết lại xuất hiện một lần nữa, Ize liền đến mộ của Jisoo. Anh đặt cây bút mình tặng cho cô ấy ở đây. Báo thù đã thành công, Ize cũng nhanh chóng sống giống như một cảnh sát thực thụ. Anh liên tục đi trừng phạt những tên tội phạm để chờ đợi cái chết đến. Một ngày nọ, khi đi bắt tội phạm, Ize bị hất ngã xuống đất. Tên tội phạm cầm một cái búa và chuẩn bị hạ xuống người Ize. Ize nghĩ rằng thần chết của mình đã gần kề, không ngờ đồng nghiệp của anh đến kịp thời giữ chặt tên tội phạm từ phía sau. Trong nhiệm vụ lần này, đồng nghiệp của anh bị thương, vợ và con gái vội vã đến bệnh viện. Nhìn vào cánh tay bị thương của chồng, người vợ không kìm được nước mắt. Ize đưa con gái ra ngoài chơi để lại cho cặp vợ chồng chăm sóc nhau. Cô con gái nhỏ trông buồn bã, cô bé hy vọng rằng cha mình sẽ không bị thương một lần nữa. Ize cam đoan với cô bé mình sẽ không để đồng nghiệp của mình bị tổn thương nữa. Hai người ngoắc tay nhau. Cô bé nhìn thấy vết thương trên tay Ize liền lấy một băng tay cá nhân và dán cho anh. Không chỉ có cha của cô bé cũng hy vọng Ize sẽ không bị tổn thương. Lời nói bình thường của cô bé đã sưởi ấm trái tim Ize. Anh dẫn đứa trẻ trở lại phòng bệnh, một gia đình ba người ôm nhau tận hưởng hạnh phúc quây quần bên nhau như một gia đình. Nhìn khung cảnh ấm lòng, Ize có chút tò mò. Nếu anh ta không đưa ra một lựa chọn cực đoan ngay từ đầu, đến bây giờ, anh ấy cũng đã có một gia đình hạnh phúc với Jisoo. Sau khi sắp xếp cảm xúc của mình, Ize tiếp tục cống hiến hết mình cho công việc cảnh sát. Trong quá trình bắt giữ tội phạm, một tên đã rút súng ra và bắn đồng đội của anh bị thương vào chân, còn Ize thì bị thương vào tay. Tên tội phạm lúc này vô cùng kích động, nòng súng di chuyển giữa hai người. Ize nghĩ đến lời hứa với con gái của đồng đội, anh từng hứa với đứa trẻ không để bố cô bé bị tổn thương. Không chần chừ, Ize vội vàng tiến lên, anh muốn khuất phục tên tội phạm. Ngay lập tức tên tội phạm gắn một viên đạn đồng vào bụng Ize. Ize chịu đựng cơn đau ôm tên tội phạm bay xuống đất. Ngay lập tức anh quay trở về gặp thần chết một lần nữa. Thần chết không hài lòng với hành vi của Ize, anh đã chủ động đưa mình vào chỗ chết để cứu người. Cô giễu cợt anh, sau đó ngay lập tức găm một viên đạn vào Ize một lần nữa. Lần này, Ize nhập vào cơ thể của người vô gia cư, cả người anh bốc lên mùi hôi nồng nặc. Ngay sau đó anh nhìn thấy tin tức về cái chết của viên cảnh sát trên TV bên đường. Theo địa chỉ được cung cấp trên TV, Ize đến đám tang. Cô bé nhìn vào bức ảnh của anh cảnh sát và không kìm được nước mắt. Nhìn đứa trẻ, trong lòng Ize tràn đầy ăn năn. Đứa trẻ quay đầu lại và nhìn thấy người đàn ông vô gia cư. Ize vẫy tay với cô bé khiến cô bé hoảng sợ trốn trong vòng tay mẹ. Người mẹ và cô bé trốn tránh người vô gia cư kỳ lạ và rời khỏi hội trường tang lễ. Ize quay lại và nghe cuộc thảo luận của các đồng nghiệp của cảnh sát. Mọi người đều cảm thấy rằng cảnh sát đã thay đổi như một người khác trong vài tháng qua. Đúng lúc này, thủ tướng đã đến hội trường tang lễ của anh chàng cảnh sát. Nhìn nhiều phóng viên trước mặt, Ize rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân. Anh ta tồn tại trong cơ thể của cảnh sát và xả thân làm nhiệm vụ, nhưng cuối cùng các danh hiệu thì lại thuộc về anh chàng cảnh sát, không liên quan gì đến anh. Ize lặng lẽ rời đi bằng đường thoát hiểm thì lại gặp đồng nghiệp đang lặng lẽ khóc và trách cứ bản thân ở đây. Anh tiến lên và an ủi đồng nghiệp rằng anh chàng cảnh sát ra đi nhưng không hề oán trách gì anh ấy, nên đừng đau buồn như vậy nữa. Đồng nghiệp không hài lòng với việc Ize nói như vậy với chính mình liền đẩy anh vào tường và hỏi anh là ai. Đôi mắt Ize đột nhiên ướt át, anh cũng chẳng biết mình là ai nữa. Thời gian này anh đã biến thành biết bao nhiêu người với vai trò, địa vị, công việc hoàn toàn khác nhau. Nhưng suy cho cùng anh lại chẳng là ai cả. Ize nhớ lại những gì Jisoo đã nói, việc đau khổ nhất trên trần gian là sống mà không được là chính mình. Nếu đã không thể là chính mình thì không có lý do gì để sống. Sau đó ký ức của người đàn ông vô gia cư bay đến chỗ Ize. Ize không muốn lấy đi ký ức về cuộc sống của người khác nữa nên nhanh chóng chạy xuống tầng để né tránh viên pha lê. Vô tình lăn xuống cầu thang mà kết thúc cuộc sống này, Ize lại trở lại gặp thần chết. Anh tức giận và cảm thấy mệt mỏi khi phải liên tục gặp thần chết nên khẳng định mình sẽ nhanh chóng kết thúc lần này và trở về địa ngục cho xong chuyện. Lần cuối cùng này Ize là một nhân viên văn phòng, một người đàn ông có công việc và một gia đình hạnh phúc. Đó cũng vốn là cuộc sống mà Ize khao khát nhất trước khi chết. Biến cố xảy ra khi công ty sa thải anh chàng nhân viên văn phòng, nơi mà anh ta đã dùng cả thanh xuân để cống hiến. Gia đình hạnh phúc cũng sắp tan vỡ, người vợ đệ đơn ly hôn khiến người đàn ông không có hy vọng sống. Cảm giác này giống hệt với cảm giác cùng cực mà Ize đã trải qua lúc trước. Không chần chừ, anh đã lao ra trước đầu xe mà Teu đã điều khiển đâm phải. Vào thời điểm đó, Ize đang trên đường đến một cuộc phỏng vấn. Anh nhìn nhân viên văn phòng nằm trên mặt đất liền vội giúp anh ta gọi cấp cứu. Teu nhìn người nhân viên văn phòng cầu xin mình liền cảm thấy niềm vui của sự chết chóc. Nhưng hắn không biết rằng thần chết đã xuất hiện ở phía sau hắn nên nhân viên văn phòng mới cầu xin sự giúp đỡ. Bi kịch cũng từ đây diễn ra, Teu cứ vậy bắt đầu trở thành kẻ hại người, còn Ize thì cứ trượt dài trong sự thất bại. Ize trở lại gặp thần chết, bây giờ chỉ còn lại viên đạn cuối cùng, Ize rất muốn chấm dứt số phận cái chết lặp đi lặp lại của mình. Vì vậy thần chết bóp cò một lần nữa, Ize nhanh chóng trở lại thế giới loài người một lần nữa. Ize ngạc nhiên khi thấy lần này anh nhập vào cơ thể mẹ mình. Viên pha lê bộ nhớ xuất hiện giúp Ize biết được những ký ức về mẹ mình trong thời gian này. Trong số đó có rất nhiều quá khứ mà anh không biết. Mẹ anh cũng là một cô gái xinh đẹp và thích cười. Bà cũng có ước mơ của riêng mình, vào thời điểm mẹ gặp người mình thích liền kết hôn. Một gia đình ba người hạnh phúc được hình thành. Thật đáng tiếc khi hạnh phúc quá ngắn ngủi, cha của Ize qua đời không lâu sau đó. Cậu bé Ize nắm tay mẹ chật vật nặn ra một nụ cười. Vì con trai bên cạnh bà cũng không thể sụp đổ mà cố gắng sống.
gánh nặng gia đình đè lên vai người mẹ. Mẹ bận rộn với công việc vẫn cố gắng chăm sóc con trai. Cũng vì bỏ đi để chăm sóc Ize nhập viện mà bà bị sa thải một cách lạnh lùng. Bà quả thực trải qua những ngày tăm tối hơn anh rất nhiều nhưng bà vẫn không hề bỏ cuộc. Dù phải lê lết về phía trước cũng phải cố gắng hết sức mà không có một lời phàn nàn về cuộc sống. Thay vào đó, bà âm thầm tiến về phía trước từng bước một. Ize không hề biết về trải nghiệm của mẹ mình, nhưng anh lại chưa từng cảm thấy hạnh phúc khi nhận được tình yêu thương của bà. Khoảnh khắc bà đổ bệnh và cần đến con trai nhất thì anh lại tự kết thúc mạng sống của mình, để rồi khi hay tin xấu người phụ nữ mạnh mẽ ấy cũng phải đổ gục vì quá đau đớn và xót xa. Bà không thể chấp nhận được sự thật đứa con trai ngoan hiền hiếu thảo lại chọn cách kết liễu cuộc đời theo cách bi thương thế này. Anh đã ngây thơ nghĩ rằng chết là hết, nhưng nỗi đau thì vẫn còn đó vẹn nguyên với những người ở lại. Bà còn tự trách bản thân nếu giàu có và thông minh hơn một chút thì con trai đã không cực đoan như vậy. Bà luôn ngồi một góc trầm tư hoặc không thì lại bưng mặt khóc nức nở. Ize bây giờ mới hiểu mình đã khiến mẹ tổn thương khủng khiếp tới thế nào. Lần đầu tiên anh lên tàu điện ngầm sớm thế này, xung quanh toàn là những cụ ông cụ bà đã lớn tuổi nhưng vẫn nỗ lực lao động, càng khiến anh xấu hổ về quyết định dại dột lúc trước. Lần đầu tiên anh nhận ra mẹ đã âm thầm chịu đựng những cơn đau xương khớp của tuổi già ập đến. Cầm những cuốn sổ tiết kiệm thành quả lao động của mẹ suốt cả cuộc đời càng khiến Ize rơi vào đau lòng cùng cực. Bà vẫn duy trì thói quen tới thăm con trai đều đặn bất kể nắng mưa. Chưa bao giờ bà tha thứ cho bản thân khi là mẹ mà lại không thể giúp được gì cho con trai. Bà còn mong kiếp sau anh sẽ là con của một gia đình khá giả khác, như vậy thì dù có đứng ở xa quan sát bà cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Và nhất định khắc cốt ghi tâm một điều rằng phải sống tới tận cuối đời. Nước mắt thi nhau tuôn rơi, Ize có hối hận cũng đã quá muộn màng khi chẳng thể nói lời xin lỗi hay động viên bà. Anh chẳng mong ước gì hơn là tiếp tục được làm con trai của bà thêm một lần nữa. Chợt nhớ ra mẹ từng mong được quay lại ngọn núi đã ghi dấu nhiều khoảnh khắc hạnh phúc của cả gia đình. Ize đã sẵn sàng để biến ước mơ thành sự thật. Trải qua muôn vàn trắc trở gập ghềnh, mặc đôi chân có biểu tình nhưng với ý chí nghị lực, Ize đã lên tới đỉnh núi. Cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp như liều thuốc chữa lành trái tim tan nát của anh. Ize chỉ mong mình có thể ở bên cạnh nắm tay bà thật chặt để tận hưởng khoảnh khắc bình yên này. Nhưng hiện thực thì đâu như anh vẫn ước mong. Màn đêm buông xuống, anh từ từ xuống núi, dù đã rất cẩn thận nhưng vẫn bị vấp ngã mất đà mà lao thẳng xuống vực phía dưới. Hệ quả là chân bị thương nặng, cả người đau ê ẩm. Nhưng Ize không thể khiến mẹ ra đi theo cách lãng xẹt thế này được. Nén cơn đau, anh cố gắng lê lết về phía trước. Cuối cùng cũng đã tới mặt đường rừng, Ize phó mặc cho số phận. May mắn là thần chết vẫn chưa gọi tên, anh đã tỉnh dậy với cái chân được băng bó cẩn thận và gửi lời cảm ơn vì mẹ đã kiên cường đến vậy. Ize chợt nhận ra khoảnh khắc mà anh mong mẹ hãy sống chắc cũng giống như khi bà ở bên cái xác lạnh lẽo của mình. Ize quyết định sẽ hoàn thành ước nguyện tiếp theo của mẹ là sống trọn vẹn một đời, nên anh đã thay bà trải qua 32 năm sau đó, thậm chí còn lâu hơn khoảng thời gian anh sống với cái tên Ize. Dù thời gian có lạnh lùng trôi qua nhưng nỗi đau khi mất người thân chưa bao giờ vơi bớt. Anh đã sống đủ lâu để chiêm nghiệm ra tất cả rằng được tồn tại đã là một cơ hội. Những áp lực đồng trang lứa hay khao khát thể hiện bản thân chính là một phần tất yếu của cuộc sống. Có những khoảnh khắc bi thương ướt lệ thì cũng có những ngày nắng đẹp và trái tim được sưởi ấm. Sự đan xen ấy đã tạo nên cuộc sống muôn hình muôn vẻ, miễn là tiếp tục cố gắng và tiến về phía trước thì nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. Cuối cùng thì cũng tới lúc bà nhắm mắt xuôi tay và nói lời tạm biệt với thế gian này. Ize tái ngộ với thần chớ sau thời gian dài xa cách. Anh lặng lẽ quỳ gối để van xin có thêm một cơ hội được sống là chính mình với cái tên Ize quen thuộc chứ không phải ai khác, chỉ để ôm chặt mẹ trong vòng tay mà thôi. Thần chớ lạnh lùng bỗng nhiên rộng lòng cho anh thêm một viên đạn mới, có điều có thể sử dụng nó hay không lại là một câu chuyện khác. Chẳng có gì để mất, Ize đã tự nắm trong tay khẩu súng để quyết định vận mệnh của chính mình. Ngạc nhiên thay, nó vẫn hoạt động rất trơn tru. Khung cảnh quen thuộc mở ra trước mắt, cuộc gọi của mẹ hiện lên và tất nhiên lần này Ize đã đưa ra lựa chọn hoàn toàn khác. Chỉ có di thư là bay lượn trong gió cuốn theo tất cả những suy nghĩ tiêu cực mà thôi. Bộ phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi được nhiều bộ phim hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại!